bye. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quyền kế sách của tỉnh Sóc Trăng. Và đây là một cái ngôi nhà nhỏ của ông ba mà được tất cả các mạnh thường quân cùng chung tay nhau để mà cấp cho ông ba sau một cái sự cố mà chìm cái chiếc ghe đó cô bác quý anh chị. Và nghe nói rằng thì ông ba đã vô được một cái cây nước sạch để có thể sử dụng và không còn phải tắm ở dưới cái dòng sông kia. Và để hiểu thêm thì bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào trong đây ha. Ông ba ơi, ông ba, nhà đẹp quá, ôi mặc áo vô đi. Rồi con chào ông ba. Chào. Khỏe không ông ba? Khỏe. Bao lâu rồi ông cháu mình chưa gặp nhau? Bao lâu rồi ông cháu mình chưa gặp nhau? Chà cũng là tháng mấy rồi hả? Dạ đúng rồi. Phải rồi. Từ lúc khởi công trước nữa tới giờ phải tháng mấy rồi. Tháng mấy rồi. Mà một tháng mấy qua đối với ông ba nó thay đổi nhiều lắm. Có nhà mới nè, hôm nay là thấy có thêm một cái những cái mới lạ nữa. Đâu bây giờ giới thiệu những cái vật dụng mới trong nhà cho con xem với coi. Vật dụng hả? Dạ. Bây giờ trước nhất là trong nhà trước á. Dạ. Đây là đây là cái là cái gì? Cái đèn năng lượng mặt trời. Solar. Dạ. Solar. Đèn này tối là nó tự phát sáng đúng không? Mình bắt sớm thì bắt. Đâu bắt lên rồi? Ông bà bắt lên được không? Được. Nó lấy điện từ ở trên trời. Từ ánh sáng mặt trời. Đâu? Ôi trời, có công tắc luôn hả? Công tắc rồi. Ồ, dữ trời. Trời ơi, ghê không? Cái này y gan là máy lạnh luôn á. Cái này là tắc nè. Này là mở nè. Đúng rồi. Cái này là tăng độ sáng nè, đúng không? Tăng độ sáng, này là giảm độ sáng. Hay ha, lấy gì đây? Còn này là 3 giờ. Sáng 3 giờ. Sáng 3 giờ hoặc sáng 5 giờ hoặc là sáng 8 giờ. Con này là tự động. Có nghĩa là ba tự động auto nên tự động này ban ngày tự nó tắt hoặc là nó sáng. Sáng ghê ha. Cái tao cũng sáng ghê lắm. Có 200W mà. Một cái miếng pin lớn ở trên nóc nhà. Lớn trên nóc nhà. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi các cẩn thận không khất biết đường đâu mà. Quá, để đây là. Để đây, còn đây là cái gì đây? Đây là tủ quần áo mua nhiêu? 850.000. Rồi, mở ra coi có đồ mới chưa? Có rồi. Đâu con coi với. Trời, có chìa khóa luôn. Có tiền không? Có tiền không? Có chìa khóa. Có cũng đâu nói đúng không? Quần áo không à. Ồ, ai mua vậy? Đồ nhà này bữa hổm mà mua đâu vậy? Còn cái này nhà. Đẹp trời, ngăn nắp ghê á, 800 mấy hả? Cái đèn nhiêu nữa? Cái đèn đó là đèn đó hả? Dạ. 1.1 triệu. 1.1 triệu. Dặn lại. Rồi bên đây mở đây sao? Bên đây là chuyện quá khá. Ồ, kìa có tủ sắt nữa kìa. Ồ, tủ này có đựng tiền chưa? Có công đậu nói đúng không? Tủ này là được dùng để đựng tiền đúng không? Là này chìa khóa của nó nè. Chìa khóa nó luôn á. Bảo mật hai ba lớp dữ ha. Có tiền rồi là mình cắt máy liền. Mà chắc không có đâu. Rồi, không có gì hết. Khóa lại. Còn đây có cái đó em tải em để dành là thôi lại. Ở đây là khăn tắm hay sao hả? Ở đây là quần áo. Quần áo. Áo mà chưa có quần.
Rồi cắt chìa khóa cẩn thận. Ai gọi ông ba? Ôi, ông mất ba đi. Rồi sáng nay ông ba ăn cơm gì? Ăn cơm đi cá cô. Ồ, con cá gô đâu bự đi. Mua hai con là hai con ký mốt và 66.000 ký giá chục. Mà hai con ký mốt và 66.000. Rồi bên đây, bên đây, bên đây. Cái này là cái gì á? Cái là cơm. Mồi cơm. Ừ. Nấu bếp ga được chưa? Nấu bếp ga không gài gành thôi. Gành chưa? Gành đây. Con lấy miếng vải chim vô nữa không? Ở đâu? Con lấy miếng vải để đậy luôn. Ờ, nghĩ rồi hôm đó là chưa có nấu rồi nên đậy là bây giờ đâu dám đậy. Dạ. Ừ. Hôm nay có đi nhặt ve chai không? Có bán được 278.000. Ô trời. Biết là ông bán mấy gì đó. Bán được 270.000. Ừ. Là bán cũng như ve chai. Rồi giấy. Rồi sắt. À, rồi lon bia. Bốn thứ mới được nhiều á. Hình như là con thấy ở đây là thiếu hình mẹ Quan Âm để mình thờ. Ừ đúng rồi. Đúng không? Ừ. Con có hình bà Đức Phật Quan Âm mình để mình thờ mới đúng rồi. Đúng rồi, tối mình thắp nhang ở đâu? Thắp nhang có đường cho đó đó. Ở đây hả ông ba? Ủa sao để lưu hương ở đó? Lưu cái đàn mà cái bạn không thấy. Có cây có rồi mà giá là có mình đóng. Rồi tối ngủ khóa cửa là sao đâu? Khóa là hai vòng. Một cái vòng này hả? À. Khóa. Cái này là mọi người chung tay nhau ủng hộ đúng không? Vô đó hai vòng thì một vòng nó xô lắm. Một vòng thì nó hở lắm đúng không? Bên một vòng nó hở cái gì nè. Đúng rồi, mình phải khóa đến hai vòng để cái cửa nó mới người ta mới vô không được. Đó, như vậy đó. Đúng rồi, coi như không khóa rồi. Ừ, khóa hai vòng mới được. Đúng rồi. Đã hai vòng nó mới kín cửa đúng không? Mới an toàn. Rồi tổng cộng căn nhà mình là 8 mấy triệu. Ở 8 tỷ mấy chứ lộn. Hả? Ừ. Hay sao? Ừ, 8 tỷ mấy. Rồi vô cái nước rồi. Ờ, khoe hết luôn mà. Có cái giường nữa nè, cô bác anh chị thấy không? Ừ. Tối ngủ ngon không ba? Ngủ cũng khỏe. Vô cái nước hôm qua mà làm gắn 3-4 lần thì làm cái rộng luôn á. Xong rồi đó hả? Xong rồi. Đâu mở nước rồi? Này cái đồng hồ nằm ở đâu? Chưa gắn đồng hồ. Sao hả? Ông nói vài bữa ổng mới gắn. À, ôi quá là. Ồ được rồi đó. Ừ. Nước này là nước sạch đúng không? Nước này nước mình uống luôn á. Ừ. Nước độc luôn á. Nước này là... nấu nướng nè chứ không có múc nước dưới sông nữa. Nấu nướng quá. Rồi tắm ở đâu? Tắm thì tắm dưới đó. Tắm ở dưới sông này. Ừ. Rồi một cái chén thì múc nước này rửa. Múc nước nào rửa? Nước này nè. Ờ. Là ông ba rửa tắm ở dưới sông, có đi vệ sinh. Hả? Vệ sinh. Vệ sinh thì ra đầu ngoài kia. Tắm thì ở đầu đằng này. Chiếc ghe này là trục lên được rồi nè, đúng không? Ghe ấy cát mà hổm mà bơm cạn luôn á. Ừ. Rất trưa thì có 11, 12 giờ là xuống đây nằm. Nè, xuống đây nằm ngủ. Cho nó mát. Ờ, cho mát. Vậy tính ra là ông ba bây giờ là ông ba đại gia rồi. Có cái nhà với lại chiếc ghe đầy đủ vật dụng ở trong nhà hết rồi. Chiều chừng 4 năm giờ cái là cái này cũng như cái này nè. 4 người 4 mấy cái lên này nó mở cửa cho thoáng mát rồi. Không, cũng khỏe rồi. Không ngày có khách gì lại không? Không có khách nào hết trơn. Không khách nào hả? Chưa ai lại gì không hết trơn, diễn thông vậy. Dạ hả? Ừ. Rồi tiền bạc gì Mạnh Thường Quân cho gì hôm trước á, rồi còn nhiều không? Còn cũng... Thì nó xài nó chắc còn hơn 10 triệu à. Còn hơn 10 triệu. Ừ. Vậy là cũng được rồi. Hôm nay đi sắm 2 chỉ vàng rồi. Sắm vàng vàng. À. Để tiền này giặt, đi giặt nó xài đó. Cái câu đó là đó là còn đó à. Sao? Mình để vài triệu ở ngoài.
rồi mình chạy đó, hình như mình sắm vàng. Sắm vàng luôn, dư của để luôn trời. 2 triệu hết, mừng chị mấy rồi. Để về 5 triệu mấy thôi. À, quên nữa, có đóng cái này nữa nè. Cái miếng này nè, quên nữa. Đóng nói nhiêu tiền nữa? Cái này mà ốc công tác mua không biết nữa. Dạ, đóng đó là nó bớt nóng. Cái này là bớt nóng rồi đó. Xuống đây ngồi ông ba cho nó ngồi đây dưới dán đi cho nó khỏe, ông cháu mình tâm sự. Rồi sau thời gian mà bạn bè chia tay với nhau rồi, ông ba có cuộc sống khác, ông Tư có cuộc sống khác, còn nhớ nhung gì nữa không? Má điện ông hôm qua nè. Má điện rồi, điện nó là sao? Út mà Út công tác quay rồi hỏi với anh bây giờ ba bên bốn phía xe tường gần rồi chưa? Ông mới xây chút đỉnh đó. Bộ biết chị Hường cất nhà hả? Có. Biết luôn. Họ lúc ở đây chú thông báo rủ tôi qua bển trời. Nó bữa mùng 13 rủ tôi đi không? Tôi không đi đó, chị mùng 3 đó, 13 đó. Dạ. Thấy nghe chị Hường cất nhà mừng không? Mừng chứ. Mình mà ổng có nhà cửa là khỏi mướn nhà trọ tốn tiền bạc. Mình thì ở nhà nhỏ xíu mà chị Hường với ông Tư ở nhà tường buồn không? Cái đó là đâu buồn được. Sao ạ? Được là nên nhà cửa nhà cao cứ rộng mình cho ổng là chị buồn. Tại vì ông sao mà ông nhà bự tôi nhà nhỏ? Trời ơi mình có nhiều rồi ở nó thoải mái rồi còn bằng cái mà nhà bự. Dạ hả? Ừ. Mình đang mình bao nhiêu rộng thân đang rồi. Muốn cắt bự nữa không? Không. Sao vậy? Muốn cắt bự cũng được chứ mình ngạch không có tiền để gì cắt. Nhưng mà thôi nhiêu đây là cũng nhiêu con nói. Nhiêu đây nói thì nói, trời ơi nhiêu đây thì ở thoải mái rồi. Nhiêu đây cũng đủ quý rồi. Cũng quý rồi đó. Ngày xưa mình sống lang thang, bây giờ có nhà có cửa rồi đấy, nó ngon lành rồi. Hồi đó nói là hồi xưa mình không cắt đi, hồi đó quần đưng cắt từ công đưng, công rác nó về đương cất nhà nhỏ, còn giờ là có tiền thì bây giờ kinh tế bây giờ mình nói khác đi, rồi đó khác thì khác, có tiền là có tất cả. Nhưng mà tự nhiên mình cảm nhận được là tấm lòng của mọi người, cô bác với anh chị đã chung tay giúp đỡ cho mình đó. Thì mình cảm thấy mình quý ha, mọi người yêu thương mình thấy mình vui ha ông ba ha. Mình vui, mình cũng là cảm ơn ta nhiều lắm á. Có nói là mình rất chân thành cảm ơn ta, sự là chung tay mà cũng như là ta cho tiền bạc mình đắp được lên nhà nó cửa vậy đó, với đồ đạc trong nhà rồi quá vui quá mừng rồi. Vậy luôn. Bây giờ mình không còn đường nào để mình trả lên. Rồi con có ông ba là có hay cất nhà không? Có. Nó coi cận con mạng nè. Rồi clip là nó coi nó biết rồi. Có nói gì không? Không, không có nói gì. Tôi cũng quen đó, rồi cha ơi, bây giờ nhà cửa thôi, đừng có rủ ai vô, không cái cha bị giảm bụng đi. Uống xị nó xị được rồi, đừng xây dưới hồi trước thôi. Cha vợ uống chừng xảy tối đa chừng xảy là xỉn rồi coi. Bữa nay có để rượu trong nhà không? Không đợi mấy chai không rồi. Không bia hả? Ít uống rượu hả? Giữ gìn sức khỏe, nhậu ít lại, lớn tuổi nhậu ai đâu chăm sóc mình. Ít rượu 4 năm ngày, 5 ngày mới hết. Vậy hả? Mình anh uống được chừng bi con thôi, chừng 3 ly, 4 ly nghỉ. Nghỉ? Uống mình một thôi, không rượu ai hết. Mình anh mình á. Chứ không ngủ ai chưa? Sao không ngủ? Ngủ có ai mà không ngủ chứ bất công. Sợ tốn kém hay sao? Không phải tốn kém nhưng mà nó vô nó hổ này hổ nọ mình không thích đó. Ừ. Khi nó hổ kéo tiền bạc đâu định nhiêu cách đâu để đủ ra ở rượu đi. Không. Cái đó cũng không nên tiếp xúc với mấy người đó. Mấy người đó không đồng dạ không được tốt rồi mình không nên tránh là trang. Tránh luôn. Tránh luôn. Tránh tại luôn chứ. Dạ. Vậy sao hồi xưa giờ chọn ông Tư để chơi? Ông Tư được à. À ông Tư cái gì chứ ông Tư được đó. Dạ hả? Còn qua còn ngoài ra mấy thằng mắc ma kia là mắc cô đó ông chơi. Nhưng mà ông Tư là tốt hả? Tình huynh đệ mà. Huynh đệ luôn. Tình huynh cái đệ mà. Nhưng mà chỉ hồi đó giờ chơi chỉ có ông Tư là được thôi. Có ổng ngoài ra
ổng là một đó, ổng là một, tôi là hai, ổng là ngoài ra không có người nào thứ ba vô đây chứ. Ổng là một, tôi là hai, là có hai người vậy thôi. Có thường phiên bạn mà ít nhậu lại không? Thôi, ổng là ổng mới nhậu một phiên. Phải ba. Bà Canh ơi! Đã con gì ăn? Có dịch rồi. Hết rồi, phải ba, đã tôi đậu nóng được rồi. Nắng quá hả? Nắng lên cũng nó nhức cái đầu. Mua cá. Mua còn cái đậu cá không à? Bữa nay quyết định đón mua cá rồi đó bà. Kêu đợi một chút cô bác anh chị, để tôi đi ra mua cá tôi ăn cái. Cá rô hay đi hồng? Cá rô đi. Cá rô còn hả? Ừ, con bán con đi. Bữa mới bà có bán không? Có chứ. Bữa mới. Ăn gì không? Ăn gì không? Dịch cái nhiêu? Dịch thì 80, 90 và 80 thôi. Được không? Hơn con cá một rồi bây. Hai ba ngàn. Thiếu bao? Nhiêu? 23 ngàn. Thiếu luôn hả? Ừ. Ủa sao hả? Thiếu nào trả? Ủa sao cô dám ăn thiếu ông ba vậy trời? Bánh hoài à? Thiếu hoài hả? Có trả liền nè. Mấy ngày trả? Không biết chừng nào có là ông trả. Mua con cá 23 ngàn thiếu luôn. Sao có là ông trả? Cá này mấy ngày mới mua lần. Cái không chừng đó. Cá này ăn được mấy ngày ông ba? Một ngày. Đến ông thì một ngày. Ừ, mình đến một ngày. Đừng có ai cứ, đừng có cửa nào đến thì hơi hao. Ba con kia trong. Còn rồi lại mua thiếu luôn. Mà cũng nghèo neo đơn ấy, dưới sông dưới kè này. Thấy tội nghiệp bán thiếu luôn. Trời không có tiền mà sao mà nhớ mua cá trời. Cái dạ. Bởi cái ai chứ ba. Bởi sợ cái tôi. Không có bao già neo đơn nữa. Ở dưới kè cũng nhặt cái chai bớ bệnh đâu nè. Thì cũng xá tạo ống cũng cho ăn hết trơn hết trơn. Còn hai ba người nhặt cái chai ở đây nữa hả? Không có nhà có cửa, dính cửa có mà cũng bán thiếu luôn. Không, cái gì dữ vậy? Cái gì cấp tư. Cấp tư hết sức rồi. Biết nhiêu? Khoảng trong 80 thôi. 90 bán 80 thôi. À, cho bà mấy cái này luôn rồi bà. Đấy bà. Cho bọc luôn hả? Ừ. Luôn coi mới cho bả đó. Cho đại này nè. Hả? Ừ, bỏ này đi. 800 lên. Được nhau. 8864 nè. Nhau. 8864. 64 ngàn. 64 ngàn, 64 với 23. 64, 53 là 87. 84 ngàn. Trời ơi, ôi sao có tiền mà thiếu. Nói vậy chơi vui lắm. Ôi sao có tiền mà mua thiếu. Hả? Mai trả bả. Sao giờ không trả? Mua thiếu khỏi trả rồi. Sao giờ không trả? Có tiền mới khoe là có tiền sắm vàng mà mua thiếu. Sao kỳ vậy? Hả ông ba? Đợi chú gọng bán cá chú ơi. Cá đó chịu làm gì ăn? Mấy dịch là làm chết đi cá gọng lại. Rồi. Ở nãy gì? Hả? Gạo. Gạo đúng không? Ừ. Còn như ăn thì cũng mua cũng lâu lâu à. Ăn cho mình ăn lon cái bò ăn từ sáng tới chiều luôn á. Rồi 23 ngàn. Cái này để đây đi. Nó chịu làm gì? Hả? Dịch á. Cái này chất kho lạc thì quá. Nấu được không ba? Hả? Nấu được không? Được. Nấu biết nấu rồi. Cái này dễ nấu mà. Vậy hả? Rồi đi vô. Thịt dịch có ăn được mấy ngày? Cái này hả? Ăn cái này 2 ngày á.
ăn tiện lắm. Mà có hỏi nè, hả? Sao mà có tiền mà thiếu? Kỳ vậy, có tiền sắm vàng mà mua cá thiếu. Thì có tiền thiếu à? Sao thiếu? Trả mà uống cà phê trả bạn. Sao giờ không trả? Đang quay về đừng mua gốc nói chuyện lộ đi. Trời. Xà lộ. Ông qua chơi An Giang trời có tiền mà thiếu. Rồi coi dưới kìa bán thì sáng được. Quên đó, sáng bán được 200 mấy tiền ra chai nữa mà không trả đúng không? Lại cho mau trả. Sao giờ mình không trả luôn đi, ta cũng mua, cũng bán cũng cực khổ chứ. Mà mai trả bả, uống một phèn mai tốn mà trả bả. Ai á, bả sợ chứ tôi bả kêu còn kêu bán tiếng luôn à. Nghe hả? Mình ăn làm ăn có uy tín đâu bạn. Nghe hả? Mình ăn nhiều hơn làm hay làm nhiều hơn ăn? Mình làm nhiều hơn ăn. Ăn thì ăn mà thiện đặng. Vậy hả? Mình làm nhiều rồi, cứ mình làm thì nhiều rồi cũng kiếm đi chai nhiều, bán được thì nhiều, mình mua này nọ đó, xe chở. Dạ. Chúng ta mình ăn mình hả? Hồi giờ qua hết tôm mắm hết bột ngọt coi rồi hết muối rồi có tự mua nè. Sao tính bán được cả 200 ra cũng 278 ngàn luôn có lý. Rồi cái sức khỏe của mình bây giờ tốt không? Bệnh sao rồi? Cái bệnh nó bây giờ cũng đỡ chịu lắm rồi. Có nói ốp rồi, nó lấy đưa có thuốc thì nó biết điên tí tí. Sao hồi cứ đó rồi. Hết chưa? Hả? Hết chưa bệnh đó đó? Cũng đỡ đỡ rồi. Nếu mà tiếp tục nữa là càng uống tiếp đó càng tốt. Có ngủ ngon không? Ngon, ngủ cũng im. Nhưng mà bệnh này không có uống rượu nhiều. Bởi vì tôi bây giờ có chứng bệnh mình biết là giảm rượu nhiều nào vô khỏe chứng bệnh. Giảm rượu là ngày xưa uống lít là 4 người, giờ lít còn 2 người hay sao? Hả? Vậy nha, hồi xưa trong tư hồi đó ổng là giảm rượu lắm rồi 4 người lít, giết 3 còn 2. Ghiếc còn 2 ngần lít hả? Ghiếc còn thì đó là lít. Giảm rượu. Giảm rượu. Đúng rồi. Mà giảm bạn nữa. Ông Tư giờ dưới buồn không? Nói trời đó cũng nhớ ổng lắm, cứ điện ổng hoài à. Ok điện ổng với tôi anh chỉnh rồi. Em khỏi điện nha, ổng dự nhựa là ổng kéo đường cò đừng biết rồi. Hỏi thăm bóng lại gì? Sẵn đây thì qua clip này có muốn nhắn gửi là gì với bạn mình không, ông Tư á? Bữa hôm qua cái nói ổng bà bây giờ thôi, bây giờ sẵn đây con nói ổng, người nói khi đồng chú gì dưới đó nó cho tôi gửi lời thăm đứng anh Tư. Ăn uống cho điều độ rồi uống thuốc men rồi sữa sùng nọ có được mà sức khỏe nó bình phục lại. Ăn cái đừng đẩy ăn thất thoát như hồi lúc mà ổng đi dắt cái chai á. Ví dụ là ổng ăn thất thoát mà không nói bận về tới con cái thì ổng mượn lo cho ổng từ A đến Z thì ổng yêu cầu ổng ăn cho đầy đủ cái mà sức khỏe ổng là mình cũng bận cảm rồi. Đó. Rồi thứ hai nữa là tôi gửi lời thăm cảm ơn với thằng Hân cho hai đứa được nhiều sức khỏe. Tìm nhà cửa nữa cho ông này nó có tên gia có mời thì tôi xuống. Nó thấy nào cũng mời rồi. Trời trời không có. Xuống bẩn gì? Hả? Xuống bẩn gì? Biết đâu. Đi xe trúng thì đâu. Đi trúng rước thì đây chứ không rước thì bỏ nhà. Ông rước thì bỏ nhà chứ sao giờ. Rồi có muốn nói lời nào với lại cô bác? Ông ba muốn gửi lời cảm ơn nào với cô bác? Quý anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ mình không? Có ạ. Tôi cũng là chân thành cảm ơn quý bà con trong nước và nước ngoài giúp đỡ cho tôi là ở nhà ở cửa rồi. Nhìn đây nè cho mọi người thấy hầm găng. Thôi người ta thấy rồi. Rồi. Còn có mấy cái găng à. Người giúp đỡ cho tôi được cái nhà rồi cho ban ở cũng ổn định rồi, cuộc sống ổn định rồi sắm cho tôi cái giường ngủ. Tiếp ga, cái tủ áo, cái tủ kén, cái gì? Đủ thứ, cất cái nhà 8 tỷ. Nó nói tiếp ga rồi chứ cái đèn năng lượng mặt trời.
vậy là tôi quá mừng rồi. Nói chung là vật dụng ở trong nhà này đều lo do mọi người giúp hết. Cái vật dụng trong nhà là có giúp đỡ tôi là chốt mua cho tôi vậy đó, là tôi cũng quá mừng rồi. Tôi ngoài ra tôi là tôi mừng quá, tôi không biết nói cái gì hơn nữa rồi. Thôi hôm nay con có dịp về ngang đây ngay tại từ Cà Mau về á. Thì con mới đi Cà Mau về thì con xin chúc ông ba cố gắng là giữ gìn sức khỏe để mà còn sống những cái quãng đời còn lại nó được hưởng phước, để mà được vui vẻ, hạn chế uống rượu. Mặc dù bạn mình với bạn mình cũng đã chia tay nhau rồi, mỗi người cũng đã có một cái cuộc sống đầm ấm hơn trước. Mọi người thường trước đây gọi là ông cụ nhặt ve chai, nhưng mà bây giờ thì kiểu là có nhà có cửa rồi, chứ không còn phải vô gia cư giống như ngày trước nữa. Yeah. Đúng không? Đúng. Con cái gặp vậy thì cũng mừng. Dạ, cũng mừng. Thì dạ, chúc cho ông ba luôn có một sức khỏe dồi dào, ít uống rượu, ăn ngon ngủ yên. Và Bùi Hồ một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã từng ủng hộ cho hoàn cảnh của ông ba và ông Tư nói riêng, cũng như là tất cả các hoàn cảnh khó khăn nói chung. Bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị và kết thúc clip tại đây. Xin hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau ha. Xin chào.